Vâng, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi một trận đấu hạng bên Svevo. Nữ điều phối các bạn. Được mỗi khẩu súng yêu quý để dành thịt mấy anh Hunter. Mờ lèm. Dạo này thì nhà nước và chính phủ đang khuyến khích các bạn ở nhà. Và các bạn nên ở nhà để đảm bảo sức khỏe nhé. Nhiều người thiếu ý thức rồi khiến cho Việt Nam mình rất là khổ và khó khăn trong việc điều trị bệnh. Vừa rồi thì bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội rất là khó khăn, rất là đáng sợ và rất là tội cho những anh chiến sĩ. Các bạn có thể xem những người lính, những người quân nhân phục vụ cho chúng ta rất là cực ở ngoài trời, ăn cơm và điều kiện sống của họ khá là tội nghiệp luôn, nhìn trên báo đài. Hiện tại vùng, những cái vùng mà ven ven biên giới như mình thì tỉnh mình thấy linh ta linh tinh, cái giáp giáp xung quanh mình ở vẫn chưa thấy cái dấu hiệu gì bệnh tật cả, cho nên rất là mừng. Xung quanh nhà mình bây giờ có mấy cái đám cưới, đến khi mà phát thiệp mời linh tinh rồi, nhưng mà đến ngày thì cũng phải rời các bạn. Nhà mình có một cái cô đó đến gửi thiệp khoảng một tuần sau thì bỗng nhiên là đến nhà mình bắt đầu là hồi, không có tổ chức nữa. Bố leo tới cứu thôi. Ôi, bắn luôn, thôi bắn luôn. Quả này mà không bắn là không được. Cam ghế ghê thật ấy. Mình cứ tưởng là không có cái con nộm ở đấy cơ, nhưng mà vẫn có. Ôi thôi chết rồi, sao bất ngờ vậy? Trời ơi. Ôi, ông leo làm mấy pha ú hòa, sợ thiệt sự luôn đó mọi người. Sợ quá. Cũng rất là buồn cười đó, ngày hôm nay mình cứ đi ra ngoài đi dạo xung quanh, bỗng nhiên thấy một tờ giấy. Bao lâu nay thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà hôm nay tự nhiên đi ra đường có một cái tờ giấy dán trước một cái ngôi nhà đó. Thấy in hình một anh thì có ghi một cái chữ rất là to: trả tiền cho tao. Trời ơi, dán rất là nhiều và rải đầy ngoài đường luôn, dán xung quanh nhà của hàng xóm luôn. Chắc là mình đoán là ông nội này quỵt tiền ai đó rồi bị người ta đòi. In hình cỡ khổ giấy khoảng A5, A6 gì đó, rồi đầu nguyên một cái chữ rất là to: trả tiền cho tao. Ê ơi, đáng sợ thiệt sự luôn mọi người. Cảm giác nó rất là xấu hổ và rất là này nọ. Như bản thân mình đi học thôi, nhiều khi vui vui bạn bè cảm thấy nó khá là thoải mái thì mình sẽ xin 2.000 mình gửi xe. Trời ơi, nhưng mà vay là phải trả nha mọi người, chứ không là sống với nhau cả đời đôi khi thì không trả khó sống lắm, gặp mặt người khó nói chuyện thật sự luôn. Mà nhiều người tính cũng kỳ, cứ đòi đợi đến Tết. Ôi ăn ván, cứ đòi đến Tết xong bắt đầu là mới trả tiền, nhất là những cái đứa học sinh như mình. Thôi hương sư tiêu rồi, tan rồi. Rất là buồn nhưng mà không biết làm sao bây giờ. Quả bóng thì cầm cho vui thôi, Hunter nó cứ dí thì bật chạy cho vui thôi, không hút choáng được. Chỉ có tiền đạo cầm bóng hút mới choáng được thôi. Hôm nọ mình rất là ngu, mình không có biết, cứ bay lao vào. Trời, Hunter nó vả bôm bốp, sưng hết mặt lên. Rồi mình đi cứu bạn hương sư đây. Sợ quá, sợ lấy rối nó đánh quá. Ok, mình... ôi, biết ngay mà, nó lấy rối nó đánh. Trời ơi, cay ghê. Cay quá. Muốn cover mà không được luôn á. Mình sửa nó cái máy,
Trận đấu này có vẻ không ổn nữa các bạn ơi, không ổn rồi. Leo rất là mạnh luôn, mạnh ở giai đoạn giữa game, đầu game thì hơi yếu, chứ giữa game với cuối game cực kỳ bá. Nếu như mà ông này biết xài lửa để có thể điều khiển được con rối cực kỳ ngon. Đấy, thấy chưa? Nó dí mình, nhanh tay là bấm vào cái con... bấm vào cái bụng nó nha mọi người. Bấm vào cái bụng nó. Hoặc là các bạn cứ đi thẳng thôi. Nhưng mà đối với những con rối này thì nó đánh cho các bạn thì nó mới không hoạt động được. Cho nên các bạn nhanh tay quay lại và bấm vào cái bụng nó để cho nó không có di chuyển được. Đầy xong các bạn sẽ phá được con rối thôi. Cô Hương Sư là bay màu chắc rồi. Thì mình cứu. Mình này mình đi chơi rank với bạn Trinh. A hi hi. Tiểu Bắp thì lên voi rồi. Còn mình thì đang lóp ngóp ở đây. Không biết trường mình là cho nghỉ dịch đến khi nào luôn á. Rồi sang tuần này là mùng 10 tháng 3. Rất là nhiều anh em được nghỉ nữa. Một kỳ nghỉ dài. Thấy mấy bạn comment bài viết vui vui trên Facebook. Bảo là ngồi xuống đây ông sẽ kể cho cháu nghe một cổ tích, một huyền thoại về nghỉ Tết. Khá là vui. Không đập ván đâu, không đập ván đâu. Ít giờ. Ai rảnh đứng đó để cho mày đập. Ôi, không đập được ván kìa, buồn ghê. Ủa gì, muốn gì má. Giờ thì trông chờ bạn Trinh sửa cái máy là xong. Mình còn cái bóng mình có thể chạy được. Ôi, nó đi nhanh vậy nhờ. Đi nhanh thật sự luôn á. Qua đây chơi với em. Đố anh bắt được em. Bắt em đi nào. Qua đây. Rồi mình đi gần chỗ khác chơi đây. Đố anh bắt được em. Thợ săn đang ở gần tớ kìa. Ôi nổ máy luôn, hay quá, mình đang ở cổng đây. Ôi con rối kìa. Đi vòng vòng không là thằng Leo nó biết mình ở gần đây ấy. Không biết là có biết chưa chưa. Sợ quá à, trận đấu này không biết có thắng được hay không luôn. Ủa Leo không lấy mất đỏ mọi người ơi. Đánh chung mỹ nhân mà mỹ nhân không có gục. Thank you mỹ nhân. Thank you Leo luôn. Hay quá, bạn này giật sọ rồi. Cổng mở thôi. Đâu rồi, bạn Trinh đi đâu rồi? Ôi, xỉu má ơi. Xỉu nhẹ. Không biết treo bóng ở đâu để mình... Thanh niên sao lại không lấy mắt đỏ nhỉ? Để lát mình xem rank gì rồi. Hay là bạn ấy có một chiến thuật chơi khác nhưng mà không được. Cứ chắc là bạn ấy có một chiến thuật lên bảng persona khác. Chứ thường thường những cái người mà bình thường như mình toàn là lên mắt đỏ thôi. Rồi chạy đi. Ok, để mình phá con rối. Không là nó bay tới. Ôi nó dịch chuyển. Úi. Nó kéo con rối đi vào lửa cho nên là con rối di chuyển. Ôi hòa rồi, mừng quá. Bé hươu. Không lên được một sao nào hết, trời ơi. Thai. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.